Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, nói về tình hình sự việc mưa bão, thiên tai, thảm họa lũ lụt tại đất nước Trung Quốc, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Lũ quét kinh hoàng, lụt vỡ hàng trăm con đê gây lở đất, nhấn chìm đường sắt sang Việt Nam. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn thân mến, đường sắt ở tỉnh Vân Nam dùng để chở hàng xuất khẩu sang Việt Nam đã bị nhấn chìm bởi đất đá và mưa lũ. Mưa lớn gây lở đất, một đoạn đường sắt ở tỉnh Vân Nam phải dừng hoạt động. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, công ty đường sắt Côn Minh Trung Quốc cho biết trận lở đất ập vào ga La La Hadi trên tuyến đường sắt Côn Minh Hà Khẩu vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày 17 tháng 7. Bùn đất nhấn chìm một số đoàn tàu đậu tại nhà ga và làm gián đoạn liên lạc đường sắt. Có tất cả 48 nhân viên và hành khách trên chuyến tàu đã bị lũ cuốn trôi, đến nay vẫn đang mất tích, đồng thời một đoạn đường sắt đã phải ngừng hoạt động. Công ty đang huy động công nhân để sửa chữa đường sắt. Được biết, tuyến đường sắt này là nơi xử lý hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam. Hiện nay, các chuyến tàu hàng phải chuyển hướng sang một tuyến đường sắt khổ và tiêu chuẩn khác. Đập Tam Hiệp oằn mình chuẩn bị đón đợt lũ thứ 3. Theo dự báo Bộ Thủy lợi Trung ương Trung Quốc, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa Đập Tam Hiệp sẽ đạt hơn 51.000 m3 mỗi giây sau khi mưa lớn liên tục ập vào thượng nguồn sông Dương Tử. Hồ chứa đập Tam Hiệp xả nước 2 lần vào đầu tháng 7 này khi cơn bão Chaba đổ bộ vào, kế tiếp đó là cơn bão số 2 đổ bộ Trung Quốc. Để chuẩn bị đón đợt lũ thứ 3 trong năm nay, hiện nước lũ đã dâng đến chân pho tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn Đại Phật ở Tứ Xuyên. Bức tượng Phật được tạc trong núi đá lớn nhất và cao nhất trên thế giới. Theo Taiwan News, khu vực bị lũ lụt nặng nề nhất là thành phố Nghi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Nghi Sơn gần như đã ngập hoàn toàn trong nước lũ, khiến cho 21.000 người đã bị ảnh hưởng. Các làng mạc, thị trấn và đất đai nông nghiệp dọc sông băng, chi lưu của sông Dương Tử cũng đã bị lũ lụt trên diện rộng. Tam Hiệp nguy hiểm, Tứ Xuyên mưa bão to suốt 72 giờ và hiện tại vẫn đang tiếp diễn. Tính đến tối ngày 17 tháng 7, trận mưa lớn trên khắp tỉnh Tứ Xuyên đã kéo dài suốt 72 giờ và sẽ còn tiếp tục vào sáng ngày mai. Lần đầu tiên trong năm nay, tỉnh Tứ Xuyên đã phát cảnh báo màu đỏ đối với thảm họa lũ ống. Các nhà chức trách cho biết đây là trận mưa lớn kéo dài nhất trên phạm vi rộng nhất và cường độ cao nhất kể từ mùa mưa lũ năm nay. Ở Tứ Xuyên, hơn 100.000 người dân đã bị ảnh hưởng và hầu như tất cả lũ Tứ Xuyên sẽ đổ dồn về con đập Tam Hiệp. Theo truyền thông địa phương, trận mưa lớn đã kéo dài 72 giờ và sẽ vẫn tiếp tục. Sông Thanh Giang, nhánh chính của một số nhánh phụ của sông Hoài Giang và một số khu vực của sông Vân Giang, sông Đại Giang và sông Gia Lăng có mực nước vượt qua mức cảnh báo. 17 thành phố, huyện và khu vực đã ban bố cảnh báo lũ lụt màu đỏ và vàng. Đường sắt, đường hàng không và đường cao tốc đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa. Theo báo cáo, lượng mưa lần này trút xuống rất mạnh. Trong vòng 1 giờ, lượng mưa ở huyện Lô Sơn, thành phố Nha An đạt 156mm và xuất hiện lượng mưa cao thứ 2 trong lịch sử, lên đến 428,52m. Hơn nữa, quá trình này diễn ra trong thời gian dài suốt 72 giờ qua và sẽ còn tiếp tục. Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy, vào ngày 17 tháng 7, tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo màu đỏ đầu tiên về thảm họa lũ ống trong năm nay. Đoạn Thành Đô và nhiều thành phố khác gần đây liên tục xảy ra những trận mưa xối xả, nước sông vượt mức đảm bảo, lũ đổ thẳng vào thành phố gây ngập nặng. Lũ lụt ảnh hưởng tới hơn 50 triệu dân ở miền Nam Trung Quốc và đang tiến gần ra miền Bắc. Mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc gây ra lũ lụt tràn lan ở sông Trường Giang và sông Hoài Hà. Vào ngày 16 tháng 7, đỉnh lũ số 3 của sông Trường Giang đã tràn vào khu vực hồ chứa đập Tam Hiệp với tốc độ dòng chảy 60.000 m3 trên giây. Chính quyền đã xả lũ với lưu lượng chảy 38.000 m3 trên giây. Đập Vương Gia Bá ở An Huy cũng đã mở cửa xả lũ, đã khiến 200.000 người dân phải bỏ nhà sơ tán. Tính tổng thiệt hại, 27 tỉnh thành phía Nam có hơn 50 triệu người dân bị ảnh hưởng của lũ lụt. Vào ngày 16 tháng 7, nước ở sông Trường Giang và sông Hoàng Hà đã tiếp tục dâng cao, đỉnh lũ số 3 của năm 2022 trên sông Trường Giang hình thành ở sông Thượng Lưu.
Sau khi đi qua Trùng Khánh đã đổ và đập Tam Hiệp, khiến cho tốc độ nước chảy vào từ 38.000 m khối trên giây lên đến 60.000 m khối trên giây và lưu lượng xả lũ vẫn giữ ở mức 38.000 m khối trên giây. Sáng qua, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên 162,45 m. Người dân ở An Huy, Giang Tô và những nơi khác nằm trong khu vực hạ lưu sông Trường Giang đã buộc phải sơ tán. Hiện tại, mực nước ở trung và hạ lưu sông Trường Giang phía bên dưới thạch đầu của tỉnh Hồ Bắc, Hồ Bà Dương và Hồ Động Đình tiếp tục vượt quá mức cảnh báo. Trong đó, Hồ Liên Hoa và Hồ Động Đình nằm trên dòng chính của sông Trường Giang đã vượt qua mức đảm bảo. Các khu vực dọc đập Vương Gia Bá của sông Hoài Hà vẫn vượt qua mức cảnh báo. Theo tờ tin tức Bắc Kinh đưa tin, trong những ngày tới mưa sẽ di chuyển về phía Bắc và mưa lớn sẽ gây ra ở các khu vực Hoàng Hà, Bắc Trung Quốc và Đông Bắc. Lũ lụt có thể xảy ra ở các sông Hải Hà, Hoàng Hà và Trung Lưu. Dữ liệu chính thức cho thấy kể từ khi mùa mưa lượng bắt đầu vào tháng 6 năm 2022, lũ lụt đã gây thiệt hại tới 54.811 triệu người ở 27 tỉnh thành và khu vực bao gồm Giang Tây, An Huy và Hồ Bắc, 158 người thiệt mạng hoặc là mất tích, 3,76 triệu người phải sơ tán khẩn cấp, 41.000 ngôi nhà bị sập. Diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng là 5,28 ha, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 144,43 tỷ nhân dân tệ. Thiệt hại kinh tế trực tiếp từ lũ lụt năm nay so với mức trung bình cùng kỳ trong năm qua đã tăng 13,8%. Tuy nhiên, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn che giấu thông tin về các con số thảm họa, cho nên ngoại giới nghi ngờ rằng số liệu thiệt hại thực tế có thể cao hơn nhiều so với dữ liệu chính thức. Kính thưa quý khán thính giả và các bạn, sau lũ lụt kinh hoàng ở Giang Tây, Trung Quốc lại đón siêu bão số 2 mạnh nhất thế giới. Thưa quý vị, trong khi Trung Quốc chưa thoát khỏi trận lũ lụt lịch sử ở Giang Tây thì đất nước này sẽ phải đối mặt với trận siêu bão từ biển Hoa Đông trong những ngày sắp tới. Trận mưa lũ lịch sử tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 133 người. Trong khi đó, nhiều người bị mắc kẹt trong tình trạng thiếu lương thực và nước uống. Nước lũ cũng làm vỡ đê, phá hủy cầu đường và khiến nhiều khu vực bị ngập trong bùn đất. Lũ lụt đã lan đến thành phố Tân Hương, phía bắc tỉnh Giang Tây. Nước sông Vĩ Hà tràn bờ khiến thành phố bị cô lập, trong khi vùng nông thôn vẫn còn ngập trong biển nước. Trong khi đó, cơn bão số 2 được cho là cơn bão lớn nhất thế giới được ghi nhận trong vòng 10 năm trở lại đây. Hiện tại, cơn bão này đang gây ra mưa lớn ở miền đông của Trung Quốc. Các nhà khí tượng dự báo cơn bão này sẽ gây ra lở đất trong những ngày tới, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục triệu dân. Sau khi đổ bộ, bão có thể sẽ tiếp tục di chuyển tại khu vực phía đông Trung Quốc, gây ra mưa kéo dài. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc thông báo, cơn bão này dự kiến phát triển thành siêu bão sau khi đổ bộ vào Trung Quốc. Tính đến sáng nay, tâm bão còn cách đất liền tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khoảng 650 hải lý, sức gió tại tâm bão lên đến 42 m trên giây. Theo AP, các hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường cho thấy chính quyền Trung Quốc đã cho dựng những cây cầu tạm, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đến hiện tại, 900.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn, theo kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV thông báo. Trong khi đó, các cơ quan chức năng đang sơ tán thêm 190.000 người còn lại tại thành phố Nhạc Dương thuộc thủ phủ tỉnh Giang Tây. Nhân viên cứu hỏa đang tiếp tục bơm nước và bùn đất ra khỏi đường hầm nhà để xe, trung tâm mua sắm. Trước đó, nước tràn vào đường hầm đã khiến ít nhất 120 người thiệt mạng và buộc một số hệ thống tàu điện ngầm dừng hoạt động. Gia đình cháu không thể sơ tán kịp thời vì người bà khuyết tật của cháu không thể ra được khỏi nhà. Một bé gái thảm thương, 6 tuổi, họ Trương nói với đài AFP. Cô bé cho biết ngôi nhà của mình đã bị ngập lụt hoàn toàn. Chính quyền của Trung Quốc cho rằng trận lụt ở Giang Tây 2 ngày trước là trận mưa ngàn năm có một. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã trích lại dữ liệu trận mưa khủng khiếp vào tháng 8 năm 1975 để so sánh cho thấy lượng nước của trận mưa này không nhiều và khoảng thời gian cách nhau chưa đầy 50 năm. Ngoài ra, các chuyên gia thủy lợi phân tích nguyên nhân chính của thảm họa lũ lụt ở Nhạc Dương lần này chủ yếu là do yếu tố con người. Thông tin dữ liệu chỉ ra lượng mưa trung bình hàng năm ở Nhạc Dương là 640,8mm, trong khi những đợt mưa lớn diễn ra liên tục 3 ngày đạt 617,1mm. Tuy nhiên, theo dữ liệu của trận mưa bão vào tháng 8 năm 1975, tỉnh Giang Tây đã có lượng mưa tối đa là 218,1mm trên giờ. Trong 3 giờ là 494,6mm, trong 6 giờ là 830,1mm, trong 24 giờ là 1060,3mm và trong 72 giờ là 1606,1mm.
trong đó diện tích mưa bao phủ của lượng nước mưa từ 200mm trở lên khoảng 65.000m2. Như vậy, so với trận mưa bão vào tháng 8 năm 1975, số liệu của trận mưa lần này đều nhỏ hơn về con số thống kê. Hiện nay, hình ảnh biểu đồ so sánh này đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc xóa bỏ khỏi mạng xã hội Trung Quốc, tuy nhiên đã có người chụp lại và nhanh chóng chia sẻ trên mạng Weibo. Một số cư dân mạng cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy cơ quan chức năng Trung Quốc liên tục chối bỏ trách nhiệm. Thực tế thảm họa có nguyên nhân do con người gây ra. Chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc, người Đức gốc Hoa cho biết, quan điểm cho rằng trận mưa lớn nhất trong lịch sử là không đúng. Ông cho biết trận mưa lớn nhất ở Trung Quốc xảy ra vào năm 1963, bao phủ tại các khu vực Hàm Đan, Huỳnh Đài và Bảo Đình. Một trận mưa lớn khác đứng thứ hai là ở Chú Bạ Điếm, tỉnh Hà Nam vào năm 1975. Đây là những trận mưa lớn nhất từng được biết đến về thảm họa lũ lụt ở Nhạc Dương lần này. Ông cho rằng yếu tố con người đóng vai trò chính. Chúng ta thường hay đổ lỗi cho ông trời và mẹ thiên nhiên gây ra thảm cảnh mưa bão, lũ lụt. Thế nhưng yếu tố con người thì chúng ta lại thường bỏ qua. Do đâu mà biến đổi khí hậu? Do đâu mà những trận mưa xối xả? Do đâu mà nước không kịp thoát? Trận lũ này do thiết kế đô thị Nhạc Dương gây ra. Họ đã biến Nhạc Dương thành một đô thị nước với những con sông và vùng đất ngập nước. Do đô thị bao quanh vành đai là sông nước cộng với con kênh chính giữa chuyển nước hướng Nam Bắc, nên khi lũ thượng nguồn đổ xuống thì tất cả sẽ đổ về trung tâm Nhạc Dương. Chuyên gia chỉ ra những thiết kế thoát nước tại Nhạc Dương thấp hơn nhiều so với các chỉ số của thành phố tại Trung Quốc, do thực tế Nhạc Dương là vùng có lượng mưa nhiều với lượng mưa trung bình là 600mm mỗi năm. Chuyên gia cho biết thêm rằng các hồ chứa có thể được sử dụng để kiểm soát lũ, nhưng để kiểm soát lũ thì dung tích chứa của nó đặc biệt lớn. Trong khi nhiều hồ chứa nước như hồ Thường Trang là đã không đủ tiêu chuẩn vì trời mưa lớn một chút là đã đầy, và khi đầy thì gặp vô vàn nguy hiểm. Lúc đó chính quyền đã ưu tiên bảo vệ sự an toàn của con đập mà bỏ qua an toàn của người dân bên dưới. Vì vậy, xả nước khẩn cấp gây thảm họa lũ lụt là do con người gây ra. Một nhận định khác từ chuyên gia bảo vệ môi trường là ông Ngô Lập Hồng. Ông cho biết không hiểu sao lần này họ không có dự báo gì. Trong khi nhiều người cảnh báo trên mạng xã hội thì chính quyền Trung Quốc lại xử lý họ, cho nên ông kết luận nguyên nhân thảm họa lần này góp phần nhiều là do con người. Bây giờ các nhà chức trách quy mọi trách nhiệm cho tự nhiên, nói là thiên tai, nhân sắc thì biết sao. Gọi là thảm họa tự nhiên này có những yếu tố do con người, điển hình như những vấn đề làm việc thất trách, không cảnh báo kịp thời. Đồng thời, ông cũng đề cập đến việc Nhạc Dương đã xây một thành phố bọc biển, nói rằng sau khi mưa đến là nước có thể được hút đi và có thể sử dụng tuần hoàn. Tuy nhiên, sau bao nhiêu đầu tư nhân lực, vật lực, tiền của mà sau trận lũ này vẫn không phát huy được vai trò chống lũ lụt. Vì vậy, cái gọi là thành phố bọt biển của Trung Quốc đã có vấn đề về kỹ năng kiểm soát lũ lụt. Chính quyền của Trung Quốc cứ vẽ ra dự án này, vẽ ra dự án kia để cố gắng vơ vét tiền của người dân mà thôi. Chứ họ có làm được gì đâu mà minh chứng rõ ràng nhất và xác thực nhất đó chính là nhìn vào Trung Quốc hiện tại. Mỗi lần mưa bão ập đến thì người dân là người gánh chịu những thảm họa do ngập lụt gây ra. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.